À, vì là người ở trong này người ta ăn ngọt cho nên mình có cảm giác. Cảm giác đẩy đường, đẩy đường. Nhiều ngọt hơn chua. Dạ, nhiều ngọt hơn chua. Nhưng mà cũng có đường, có chua gì. Đường nhiều. Đấy. Tay cần như cái tầng này. Chị thay mũi thì sao mà chị. Em đang của chị. Nhạc hổ nhá. Dạ. Giận đấy em giận. Chuẩn bị nhảy. Nhiều quá. Cái này làm sao đấy. Căn bản ở đây thì có mỗi chủ nhà hàng giới thiệu từng chi tiết. Điều nhất, điều thứ hai là các bà toàn là hướng dẫn không nghe được gì. Bà Việt Nam thì các bà nghe. Không như nào, người tiếng Việt chưa thế nào. Dạ, tại người tiếng Việt người... Dạ. Đi xếp tùy tuần đó. Mà khi ông đến tôi ông phải chơi 2-3 thôi, không phải tự nhiên hay là ông cần phát thì ăn đủ uống còn được không cái Long à? Đập cái này nghe. Các bà tự đập nhá. Vâng. Ừ. Nha. Cái theo là cái em nhìn. Cái đập cô. Dạ có, gọi bên kia mang qua cô. Dạ có. Cô uống mấy ly? Anh uống cà phê em. Trong này chị xem nè. Em uống con. Uống cà phê.